đang xem video tại kênh YouTube Review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Dạ Lăng Hàn vừa bước chân ra khỏi nhà họ Dạ, Cam Duệ đã không nhịn nổi muốn ra tay hãm hại Kỳ Nhiên rồi. Cậu ta nhân lúc Kỳ Nhiên phát tình, sai người tìm An Pha tới muốn bọn chúng đánh dấu cậu. Phần trước nói tới, cuối cùng Kỳ Nhiên không nhẫn nhịn nữa, quyết định phản kháng. Nhưng cậu thân cô thế cô ở trong Dạ gia, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dạ phu nhân tức giận mắng Kỳ Nhiên tâm cơ, cố ý đẩy bà ngã vào người Cam Duệ. Lúc này Cam Duệ cũng ra vẻ hiểu chuyện, bày tỏ có lẽ Kỳ Nhiên quá muốn được dạ ra công nhân, mới đem tin cậu và dạ Lăng Hàn kết hôn thông báo ra ngoài. Lời này nghe bề ngoài thì giống như bênh vực Kỳ Nhiên, nhưng thực chất chẳng khác gì đổ hết tội cho cậu. Nhưng trong mắt dạ phu nhân, thì cậu ta đúng là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần không hiểu được tâm cơ của Kỳ Nhiên, lại còn tốt bụng nói chuyện cho tình địch. Dạ phu nhân tức giận vất tay gọi người tới. Cái thư không có danh phận như cậu ta, phải dạy dỗ một trận để cậu ta biết quốc có quốc pháp ra có gia quy. Bà ta vừa dứt lời. Một nhóm vệ sĩ đã xông tới khống chế kỳ nhiên. Dạ phu nhân ra lệnh. Đánh cho ta, đánh cho đến khi nào cậu ta biết nhận sai thì thôi. Từng đòn từng đòn nện xuống cơ thể kỳ nhiên. Đến khi lớp áo sơ mi nhuốm máu, cơ thể đơn bạc không còn sức mà gục xuống mới dừng lại. Vệ sĩ lạnh lùng đem kỳ nhiên vào nhà kho nhốt lại. Trong căn phòng u ám tối tăm, kỳ nhiên yếu ớt lầm bẩm, Lạnh quá. Giữa lúc đau đớn và tuyệt vọng ấy, đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một vầng sáng. Có ai đó đang ở phía sau ánh sáng. Kỳ Nhiên như bắt được hy vọng vươn tay về phía người kia. Đối phương cũng dịu dàng đáp lại cậu. Gương mặt ấy vừa quen lại vừa lạ. Là Dạ Lăng Hàn, nhưng là một Dạ Lăng Hàn rất khác. Người kia nở nụ cười vươn tay về phía cậu nói: "Sao còn chưa tới, ngày hẹn hò anh đợi em lâu lắm rồi đó." Kỳ Nhiên ngơ ngác nắm lấy tay người kia. "Dạ Lăng Hàn, hình như em lạc đường rồi. Tìm thế nào cũng không tìm được anh." Dạ Lăng Hàn an ủi, "Đừng sợ, anh sẽ tìm được em, anh nói được sẽ làm được." Trong thế giới ảo mộng ấy, người kia kéo lấy tay dắt cậu đi, "Đi nào, ngày hôm nay sắp qua rồi, còn không đi hẹn hò khả năng không kịp nữa." Nghe vậy Kỳ Nhiên cảm thấy khó hiểu hỏi lại, "Sao lại không kịp? Mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau, muốn hẹn hò lúc nào chẳng được." Người kia không đáp lại câu hỏi của cậu. Trong mơ màng, Kỳ Nhiên như thấy được cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Dạ Lăng Hàn ôm lấy cậu, hứa cả đời chỉ nấu ăn cho cậu sau khi ăn xong bữa sáng hai người cùng đi xem mặt trời mọc kỳ nhiên cảm thấy có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng chưa từng thấy dạ lăng hàn cười nhiều như vậy và có lẽ bản thân cậu cũng thế dạ lăng hàn lúc này đang nói ra tương lai của cậu ao ước chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bên bờ biển anh sẽ cho em một hôn lễ độc nhất vô nhị người ấy mở rộng cánh tay như lúc nào cũng chờ đợi để được ôm cậu vào lòng nhưng khi kỳ nhiên chạm vào thì mọi thứ lại như bọt nước mà tan biến sự lạnh lẽo kéo cậu về thực tại. Mà ở một bên khác, Dạ Lăng Hàn vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên. Hắn nhăn mày nghe tiếng nói máy móc số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, một cảm giác lo lắng đột nhiên trào lên trong lòng Dạ Lăng Hàn. Bên trong Dạ gia, Cam Duệ vốn muốn đến giờ trò với Kỳ Nhiên, nào ngờ vừa bước tới cánh cửa căn phòng giam giữ Kỳ Nhiên, một cỗ tin tức tố vô cùng đặc biệt từ bên trong vọt ra ngoài. Cam Duệ mừng thầm, mùi tin tức tố này cậu ta đã từng ngửi thấy ở vũ hội hôm đó đây là tin tức tố của kỳ nhiên là ông trời muốn giúp cậu ta cam duệ quay qua nói với hai người làm tìm vài vị sĩ tới đây toàn bộ đều phải là an pha cam duệ lạnh mặt nở nụ cười kỳ nhiên đến kỳ mẫn cảm rồi tôi phải giúp đỡ anh ấy